Josepha vẫn biết thế, nhưng linh hồn người lại luôn luôn đẩy lui, khước từ cái sứ mệnh được giao phó. Những ngày tĩnh tâm hàng năm sắp tới sẽ mở ra chân trời hy vọng cho người, vì người không quên rằng đó là cơ hội cuối cùng mà ơn thánh sẽ đổ ngập tràn xuống cái linh hồn người. Josepha hằng trông cậy và kêu xin Đức Mẹ phù hộ người trong dịp đó. Đức Mẹ đáp: nếu linh hồn con muốn lợi dụng triệt để những ngày đầy ơn ích ấy, con hãy sẵn sàng chuẩn bị lòng con bằng cách lặp đi lặp lại mấy lời của Thánh Ignacio. Lạy Chúa, xin Chúa hãy nhận lấy trọn cái tự do, trí nhớ, sự hiểu biết và hết thảy những ước vọng của con. Đúng vậy, con hãy dâng tất cả cho Chúa Giêsu, để Ngài tự ý sử dụng con. Con hãy tăng gia thực hiện những tác động nhỏ nhặt về các nhân đức khiêm tốn, hãm mình, quảng đại. Như thế, linh hồn con sẽ sẵn sàng thâu nhận đầy dẫy ơn Chúa trong mấy ngày đại phúc sắp đến. Con đừng quên rằng đó là những lễ bái cuối đời con. Con hãy để Chúa Giêsu tùy ý sắm sửa cho con được lộng lẫy trong cuộc sum họp đời đời. Bởi lẽ con yêu thương các linh hồn, con hãy nghĩ đến chúng, con hãy dâng mình để được sử dụng như sự rỗi của chúng đòi hỏi. Con gái của Mẹ, con hãy nhớ rằng con hoàn toàn bất xứng với những ân huệ mà Thiên Chúa ban cho con. Con hãy cảm ơn Ngài, Ngài đã đối thương dùng sự hèn mọn bất xứng của con mà cứu vớt nhiều linh hồn bằng cách bộc lộ cho chúng lòng thương xót của Ngài. Và đây của lễ mới, Josepha sẽ đi Roma để mang bức thông điệp của trái tim Chúa Giêsu gửi riêng cho Mẹ bề trên cả, để thông báo trực tiếp cho Mẹ những ý định của Ngài về dòng thánh tâm và thế gian. Hay được tin đó, Josepha rất đổi kinh hoàng. Người cảm thấy sự việc báo cáo với các mẹ tại Poitiers đã làm cực khổ lòng người lắm rồi. Người run sợ trước viễn ảnh những cuộc hội kiến với đức giám mục địa phận, và giờ đây người còn phải ra mặt với thế gian để khởi hành đi xa. Ôi, linh hồn người như quay cuồng, như đảo điên. Cái nhìn đầy bình an và đầy sức mạnh của Đức Mẹ đã làm lắng dịu nhanh chóng trận cuồng phong, và trước khi biến đi, Mẹ còn âu yếm dặn dò: con đừng sợ hãi, Chúa Giêsu yêu con với lòng ưu ái của Ngài. Ngài sẽ dạy con nói những ước muốn của Ngài, và tất cả sẽ tiến hành cách đơn sơ, khiêm tốn và dễ dàng. Ôi, phúc cho nhà dòng nào biết bao, và sung sướng cho các con được làm dụng cụ xây đắp công nghiệp của Thiên Chúa. Thứ Sáu 24 tháng 8, lễ xong, Chúa Giêsu hiện đến khuyên bảo người như sau: Josepha, con sẽ nói tất cả những gì mà con phải nói trong trường hợp con không nhìn thấy Cha. Không hẳn lúc nào cũng chỉ mình con nghe Cha, nhưng còn Cha nữa, Cha vui thích và Cha hài lòng nghe con nói. Tôi trình bày cho Ngài rõ những ước vọng của tôi là tha thiết yêu mến và trung thành với Ngài, cùng không từ chối một điều gì Ngài đòi hỏi nơi tôi. Đúng lắm, con hãy dâng cho Cha chứng cớ về tình yêu của con, vì khi tình yêu thì mọi sự đều trở nên dễ dàng. Hãy noi gương trái tim Cha, vì Cha tạo dựng các linh hồn vì yêu thương và muốn cứu vớt chúng bằng tình yêu. Chớ gì các linh hồn cũng đền đáp Cha bằng chính tình yêu của chúng. Nếu Cha khao khát các linh hồn yêu thương Cha dường ấy, thì thử hỏi, đối với các linh hồn tuyển chọn, thì Cha còn khao khát hơn biết bao nhiêu.
Con Josepha, con có biết cái tình yêu điên dại mà cha trút đổ xuống linh hồn hư đốn của con bao nhiêu không? Con hãy đền đáp lại bằng những hành động yêu mến của con. Và những hành động đó là những đồng bạc trong lĩnh vực tình yêu đó con ơi. Nhưng lạy Chúa, những hành động của con thật tồi tệ và chẳng có giá trị gì. Chẳng sao cả, con hãy dâng lên cho cha cái khốn khổ của con, để cha biến nó trở nên giàu sang. Một sự hy sinh nhỏ mọn của con thôi thì cha cũng sẽ đổi bằng những niềm âu yếm cho trái tim cha. Tĩnh tâm trong khổ đau. Từ ngày 25 tháng 8 đến 2 tháng 10 năm 1923. Còn đúng 9 hôm nữa, cuộc cấm phòng thường niên sẽ bắt đầu. Josepha mỏi mòn mong đợi, vì người biết đó là lần cấm phòng cuối cùng của đời người, và cũng là 9 ngày tràn ngập khổ đau tối tăm, không một tia sáng soi lối người đi. Tâm trí người vô cùng bấn loạn. Chúng ta đọc trong cuốn sổ tay của người như sau: Lạy Chúa Giêsu yêu dấu của con, sao Chúa đành bỏ con? Chúa xem con ra nông nỗi này, nhưng dù sao đi nữa, con vẫn yêu mến Chúa. Đúng vậy, con yêu mến Chúa hơn bất cứ ai trên trần gian này. Con muốn thực hiện những gì Chúa muốn nơi con, nhưng con thật không biết con sẽ làm gì chốc nữa đây. Con quả là vực thẳm kiêu căng, vực sâu hư đốn. Con cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Con không biết cái gì sắp xảy đến cho con. Dường như con không còn nghị lực, vì con phải làm, phải nói điều mà con không muốn. Và con cảm thấy bị đẩy vào cái xấu xa. Chúa ơi, con không thể đáp lại kính lời của con nữa. Con trông cậy vào Chúa. Con phó thác xác hồn con trong tay Chúa. Con biết Chúa sẽ nâng đỡ và tha thứ cho con. Con biết Chúa quá đỗi yêu thương con. Ôi, quá phiền sầu. Lạy Chúa trời con, chỉ có Chúa thấu hiểu nỗi thống khổ của con thôi. Thánh giá đè nặng trên vai con. Con đường Chúa dẫn con đi dường như dài quá sức con. Chúa ơi, xin đến giúp con, kéo con trỗi dậy, và xin ban cho con ánh sáng. Chiều hôm nay, thứ tư ngày 29 tháng 8, Chúa Giêsu hiện ra. Tôi đọc thấy nơi trái tim khối tình mà Ngài đổ xuống cho tôi, nó lai láng dường bao. Tôi sắp mình xuống dưới chân Ngài. Chúa Giêsu phán: Không sao đâu con. Cha vô cùng giàu sang, quyền phép, khoan dung và trung thành. Đã bao lần cha bảo với con rằng cha yêu thương con vì sự mỏng giòn yếu đuối của con. Con hãy tin vào lời cha, hãy sống trong bình an của cha. Con hãy lợi dụng những ngày cấm phòng này mà dâng cho cha tình thương của con, để đền đáp lại bao ơn ích cha đã ban cho con. Mỗi ngày con sẽ đọc 5 lần kinh thương xót và một kinh lạy cha, để kính thờ các thương tích của cha. Con hãy ẩn mình trong các thương tích đó, vì đó là nơi ẩn trú của con. Con hãy hạ mình và đừng sợ gì hết. Cha là sự phù trì và là sự sống của con. Cha luôn luôn bảo vệ con. Ôi, những lời như thế đủ để thánh hóa bất cứ một nữ tu nào rồi. Duy chỉ có mình tôi là quá tệ. Linh hồn tôi vẫn dửng dưng, và trọn ngày hôm nay trôi qua giữa bao chứa cám dỗ dữ dằn.
Ôi lạy Chúa, con đau khổ quá lẽ, nhưng con muốn yêu mến Chúa, con không thể xa Chúa. Lạy Chúa xem, giờ đây con xấu xa tội lỗi, đáng phỉ nhổ dường nào. Nhưng con thấy Chúa muôn thuở là Thiên Chúa đầy lòng thương xót và nhân hậu. Đức tin khiêm tốn đó đã lôi kéo được Chúa Giêsu. Ngài hiện đến với vẻ đẹp tuyệt vời. Con đừng sợ. Con rõ biết trái tim cha không có ước vọng nào khác hơn là thiêu hủy cái bận nhơ cùng nung nấu lòng yêu thương của các con. Cha yêu thương và chẳng bao giờ thấy mệt mỏi vì các con. Càng kề cận Ngài, tôi càng khổ tâm. Vì không biết yêu thương Ngài, tôi cố van nài Ngài tha thứ cho tôi. Con biết cha tha thứ cho con không phải một lần, mà mỗi lần con vấp ngã. Nếu con yếu đuối thì đã có cha đây hùng mạnh. Nếu con nhơ bợn thì cha đây là lửa thiêu hủy con. Con hãy đến bên cha với niềm tin. Hãy để cha tinh luyện linh hồn con. Tức thì một tia lửa từ trái tim Ngài bắn thẳng vào ngực tôi. Rồi Ngài dạy tiếp: giờ đây con hãy nhận lấy mão gai của cha. Nó sẽ là bằng chứng về ơn tha thứ và tình yêu của cha. Con hãy ở khiêm tốn và trung thành phó thác. Cha sẽ dẫn dắt con và hành động của cha sẽ thống trị con. Tôi cảm ơn Ngài và xin Ngài đừng để tôi trở thành chướng ngại cho công việc của Ngài. Con đừng sợ gì hết. Cha làm việc trong âm thầm, nhưng công nghiệp của cha sẽ được đưa ra ánh sáng, để một ngày kia người ta có thể sùng kính từng chi tiết một. Hôm nay mồng 1 tháng 9, tôi suy niệm về cái chết. Tôi vô cùng sợ hãi vì thấy cái chết đã gần kề bên tôi. Tôi cố lấy lại can đảm và được an ủi nhiều khi nghĩ đến đoạn đường chót mà tôi sẽ đi trong 4 năm tháng ở đây. Tại sao lại sợ? Có lẽ vì tôi chẳng có công nghiệp gì. Nhưng há Chúa Giêsu chẳng bảo công nghiệp của Chúa thuộc về tôi à? Sao không đặt niềm tin nơi Ngài, đấng có sức vạn năng và lòng thương xót vô lượng vô biên? Đúng vậy, Chúa Giêsu vô cùng nhân từ khoan dung. Người là bạn của tôi. Nếu tôi sống trong Ngài thì tôi sẽ chết trong Ngài, ắt tìm được Ngài và chẳng bao giờ sợ mất Ngài. Ôi sự kết hiệp thánh thiện và vĩnh cửu, hãy đến, hãy đến. Chúa ơi, con nói với Chúa điều đó mà lòng con chẳng cảm thấy khát khao. Vì bản năng con run sợ, con sợ trái tim con sẽ phản bội Chúa. Chúa biết con muốn yêu mến và gắn bó với Chúa dường nào. Con xin phó thác hoàn toàn vào trái tim Chúa, và chỉ trái tim Chúa mà thôi. Hôm nay ngày 2 tháng 9, lần đầu tiên tôi hầu chuyện cùng Đức Cha. Lúc mới khởi sự, tôi quá xúc động. Nhưng dần dần, tôi làm y như tôi nói chuyện với Chúa Giêsu. Linh hồn tôi cũng tìm được bình an vô hạn. Tôi có trình bày với Ngài tất cả những nỗi lo sợ của tôi trong công việc này. Nhưng cám dỗ trốn bỏ, sự tôi thiếu sức kháng cự, cơn bối rối và sự bất lực khi tôi muốn giữ đúng những quyết định của Chúa dạy tôi làm. Đức Cha lấy lòng nhân lành mà vỗ về tôi, khiến tôi cảm thấy an ủi và vững tin nhiều. Cùng ngày hôm đó,
Bề trên của người cũng đã biên thư về mẹ cả tại Roma. Có đoạn như sau: cuộc hội kiến sáng nay đã diễn tiến hết sức đơn sơ, dễ dàng và thân mật. Đức cha đã đến một mình, và thánh lễ thì quả thật là những giây phút tràn đầy ân sủng, được cử hành tại nhà nguyện Thánh Tanilao, với những bài ca tuyệt diệu của các đệ tử người Ba Lan cùng mấy lời chỉ giáo của Đức cha. Sau đó, chúng con đã trình bày từng điểm một lề luật do Chúa vạch ra với đầy tình thương và ánh sáng mà trái tim Ngài đã quá trung thành với chúng con. Qua sự hướng dẫn của cha đáng kính Boye, Đức cha đã niềm nở tiếp riêng Josepha trong vòng 40 phút. Cuộc tiếp xúc chấm dứt, chúng con được kính Đức cha cho biết Ngài vô cùng cảm động trước sự khiêm tốn và chân thành của đứa con đó. Nó hậu chuyển với Ngài bằng tiếng Pháp rất lưu loát và hay ho, không vẫn gợn một vết nhỏ tự phụ nào cả. Quả thật là một linh hồn đầy ơn Chúa. Ngài đã mang đi những lời của trái tim Chúa Giêsu gửi riêng cho Ngài để ngày 12 tháng 6. Ngài xin chúng con cầu nguyện nhiều cho Ngài và bày tỏ cho chúng con những trụ liệu của Ngài về chương trình tình yêu của Thiên Chúa. Và không chừng Ngài sẽ trở lại trước tháng 11. Lần viếng thăm này đã đem đến cho chúng con nhiều bình an và an ủi. Ấy là lời Chúa thêm một lần nữa đã được thực hiện. Đúng là cha sẽ làm tất cả. Từ thứ hai, ngày 3 tháng 9, những điều đen tối lại ùa đến tràn ngập linh hồn Josepha, như khô khan, chán ngán, buông xuôi, cám dỗ tuyệt vọng, cả đến sự ác quỷ hiện hình nữa. Chính trong cái hỗn độn của muôn vàn khổ đau đó, người vẫn tiến hành công việc tĩnh tâm của người. Tập nhật ký giờ đây la liệt những tiếng kêu than thống thiết bi ai. Ngày thứ sáu, nơi đây tôi đã mất Chúa Giêsu của tôi. Tôi đã hành động làm sao trong kỳ cấm phòng này? Ôi, chỉ có mình Chúa là hiểu rõ được điều đó thôi. Đúng vậy, kính tình yêu Chúa dự liệu như thế để toàn thiêu của lễ, hầu hoàn tất công nghiệp của Ngài. Ngài để Josepha chìm sâu tận đáy khốn cùng, bị nghiền nát dưới sức nặng của sự nghiêm khắc Thiên Chúa. Ngài để Josepha bị xúc động mãnh liệt về cái chết gần kề, về cái trống rỗng của cuộc sống, về cái trách nhiệm trước bao ân ích đã thọ lãnh, về cái bất lực hoàn toàn. Và cuối cùng, Ngài thiêu đốt Josepha bằng một cơn khát khao yêu thương Ngài mà không bao giờ cảm thấy đủ. Người không thể diễn tả được cái phiền khổ nơi tâm hồn hòa lẫn trong cái kiệt quệ của thân xác do những trận tấn công thâu đêm không hề mệt chán của quân thù. Tình trạng đó kéo lê mãi cho đến hết tháng 9. Thỉnh thoảng một vài tia sáng bừng lên để phấn chấn lòng can đảm của người. Thứ sáu 14 tháng 9, tôi gặp lại cha đáng kính Boye, người đem tôi về lại con đường tin cậy, mặc dù tôi đau đớn vì sự không thể yêu mến Chúa Giêsu như lòng tôi ao ước. Tôi vẫn giữ yên lặng vì tôi mong đợi mọi sự, chẳng phải nơi tôi mà nơi công nghiệp và tình yêu của Chúa. Trái tim đầy lòng nhân từ bao giờ cũng thầm lặng nâng đỡ đứa con yêu dấu đó. Sáng nay thứ ba, 18 tháng 9, lễ xong, tôi nhờ trái tim Đức Mẹ cảm ơn và thờ lạy Chúa Giêsu vì tôi chẳng thể làm được nhiều điều ấy. Bỗng nhiên tôi thấy Ngài hiện đến đẹp lắm. Trái tim cháy đỏ. Ngài nói: Josepha, con hãy đến đây. Con hãy tiến lại gần bên lò lửa mến này. Con hãy ném vào lửa này tất cả những bẩn nhơ của con. Tôi xin Ngài thương xót tôi
bởi vì càng ngày tôi càng bất xứng. Chẳng những trước ơn thánh mà còn bất xứng với sự tha thứ và lòng thương xót của Ngài. Con đừng sợ gì hết, con hãy lại gần bên Cha. Con càng tìm thấy nơi con nhiều xấu xa nhơ bẩn thì con càng tìm thấy nơi Cha nhiều tình thương. Liền khi đó, Ngài kéo tôi tựa vào trái tim Ngài. Tôi đưa ra những ước vọng và lỗi lầm để xin Ngài tha thứ. Josepha, Cha rõ biết những hư hèn của con. Cha nhận lãnh sửa chữa những điều đó. Ngược lại, con hãy an ủi Cha và phạt tạ thay cho các linh hồn. Sau khi phấn chấn Josepha niềm tin và hướng tầm mắt người về chân trời của các linh hồn, Chúa Giêsu lại báo cho Josepha một sứ mệnh mới. Giờ đây, con hãy nghe Cha nói thật kỹ. Cha có nhiều điều muốn chuyển đến Đức Giám Mục và mẹ cả của con. Hẳn là con bất xứng trong việc nhận lấy và chuyển đạt những lời của Cha. Nhưng khi Cha dùng con là Cha cố ý làm ơn ích cho các linh hồn. Trong lúc chờ đợi, con biết rõ những sở thích của Cha là những hành động nhỏ nhặt đầy khiêm tốn của con. Hãy tỏ ra quảng đại và tế nhị để tình yêu Cha tuyển chọn những tác động đó. Đường đi của Josepha vẫn còn phủ kín bóng đêm và chỉ được hé sáng vào hai ngày thứ Sáu 21 và 28 tháng 9, vì đó là những ngày Chúa Giêsu hiện đến đọc cho người bức thông điệp gửi riêng mẹ cả dòng thánh tâm. Chúa còn nhấn mạnh: Cha muốn chính con bày tỏ điều này. Chiều rộng của chương trình Thiên Chúa thật vô cùng bao la. Nó vượt hẳn trí suy đoán của Josepha. Và cái hiển nhiên nhất đối với người lúc này là chính cái hư không của người. Và để đương đầu với chương trình đó, chỉ còn có cách là phó thác trong đức tin. Josepha đã lên thấu đỉnh núi mà Chúa Giêsu đòi buộc người. Con hãy nhắm mắt để được dẫn dắt, vì Cha là Cha của con, và Cha là sự sáng soi để hướng dẫn và chỉ đường cho con đi. Còn tôi nhớ
tôi nhìn con tháng ngày, mong ước con quay về bên tình yêu thương Chúa. Ôi kiếp sống dương gian cho tôi con một ngàn, xin một lần sáng hôi, xin một lần không hôi. Chúa ơi, cho con đưa con qua kiếp sông đọa đầy. Khi đời còn tôi lối, Chúa nhìn con không nói, nụ cười tắt trên môi, âm thầm Chúa chờ tôi, xin dìu con bước tới xa hồn. Roma, bảo đảm thiêng liêng. Từ ngày 3 tháng 10 đến ngày 26 tháng 10 năm 1923. Josepha sắp phải rời tu viện Poitiers lần thứ hai để thực hiện thêm một cuộc hành trình phương xa lần chót. Trưa thứ ba, 2 tháng 10 năm 1923, Josepha và bề trên lên đường đi Roma. Con tàu vừa chuyển mình lăn bánh, ngồi trong toa xe kẹt nít,
Josepha bắt đầu cầu nguyện. Người như chìm vào cái hiu quạnh của cõi lòng, hầu để vơi bớt bao nỗi đau thương đang tràn ngập trái tim người, mà những tiếng động bên ngoài không còn ảnh hưởng gì đến người nữa. Bỗng nhiên Chúa Giêsu hiện đến với trái tim cháy đỏ. Không ai trong số du khách đang vây quanh, lên xuống hoặc qua lại, ngờ được rằng trong đôi mắt nhắm kín của chị nữ tu mọn hèn đó đang chiêm ngưỡng dung nhan Thiên Chúa của người. Con hãy nhìn trái tim cha. Các linh hồn chẳng biết đến tìm nơi trái tim này để hưởng những ân ích mà cha muốn rải xuống cho chúng. Có vô số linh hồn chẳng chịu để cho 500 tình yêu cha thu hút. Chính vì vậy mà cha cần đến các linh hồn tuyển chọn của cha. Cha muốn chúng rải 500 đó khắp cùng trái đất. Josepha ơi, con không thể hiểu nổi cái vinh hiển vô cùng do chính đức tin, đức cậy và sự vâng phục thánh ý cha mà các con đem lại cho cha. Cha ban phước lành cho các con và dùng các con làm máng thông xuống thế gian những ơn ích và tình yêu của cha. Chúa Giêsu biến đi và xế chiều khi sắp đến Ba Lê, Chúa trở lại xác nhận rằng cha muốn dùng con, những thụ tạo bé nhỏ kém cỏi, bận nhơ, để cứu thế gian bằng cách trao cho các con ước vọng của cha, để sao vô số linh hồn nhìn vào các con mà nhận biết lòng lân túc của tình yêu cha. Vì Josepha muốn được biết rõ người phải làm gì bên đó, nên Chúa Giêsu tiếp lời: con đừng sợ, chừng ấy cha sẽ dạy con, chính cha sẽ dẫn dắt con. Josepha, con sẽ nói không chút sợ hãi, vì đó là phương tiện mà những ước vọng của cha sẽ bắt đầu để thực hiện. Chớ có lo lắng, những bước của cha in trên cát đôi khi bị nhòa xóa dấu vết, nhưng không sao cả. Phần con, hãy tỏ ra dễ dậy, con đừng bận rộn một việc gì, đừng quan tâm đến điều mà người ta sẽ nói hay nghĩ về con. Cha sẽ hướng dẫn con, vì cha biết rõ những sự thích hợp cho công nghiệp của cha. Nếu các con không có đức tin thì cha chịu, nhưng nếu các con tin nơi cha rồi, tại sao các con còn lo âu? Josepha, con hãy ghi nhớ những lời này. Cha hành động trong thầm kín, trong khi cha là ánh sáng. Đã nhiều lần cha bảo cho con hay, một ngày nào đó mọi sự dường như sụp đổ và công nghiệp của cha hầu như tiêu tan. Nhưng hôm nay cha bảo với con rằng ánh sáng mãnh liệt sẽ đến. Nỗi thống khổ kia to lớn như thế nào mà lại được bảo đảm và thông báo quá rõ ràng như vậy? Chẳng có gì gợi lấy một hình ảnh đau khổ vào buổi đầu của cuộc đoàn tụ. Từ 12 giờ rưỡi trưa thứ sáu đầu tháng, ngày 5 tháng 10 năm 1923, Josepha biến mất giữa niềm hân hoan của các nữ tu tấp nập đổ về. Chẳng bao lâu, người hòa mình và bắt được nghiệp thân mật với các chị em khác trong đại gia đình đó. Đúng là người ta gán cho danh nhà, nhà mẹ cũng không quá đáng. Linh hồn người cảm thấy thoải mái trong hạnh phúc và bình an, người thương yêu và quý mến các mẹ lắm. Thứ bảy ngày 6 tháng 10, Chúa hẹn gặp Josepha vì người cần phải viết những ước vọng của trái tim trao cho mẹ bề trên cả. Sự đòi buộc của Thiên Chúa hoàn toàn trái ngược với sở thích của người. Giữa lúc nhà mẹ nhộn nhịp mừng vui chuẩn bị đón giờ khai mạc tĩnh tâm, thì Josepha nhận được sứ điệp Chúa gửi ra, cái dòng thánh tâm mà không được biết, không được tiết lộ cho ai. Được đặt lại trước sứ mệnh,
Josepha cảm thấy tâm hồn người dâng lên một làn sóng lo ngại. Ngày hôm sau, Chủ nhật ngày 7 tháng 10, lễ xong, Chúa Giêsu hiện đến hỏi người: Josepha, tại sao con buồn? Lạy Chúa, con buồn khổ vì con phải ở mãi trong con đường lạ thường này, và nhiều khi con cảm thấy con sắp hư mất. Josepha, con chẳng biết rằng cha không bao giờ bỏ con một mình hay sao? Ước vọng duy nhất của cha là được bộc lộ cho các linh hồn rõ tình yêu và lòng thương xót, ơn tha thứ của trái tim cha. Chính vì vậy mà cha chọn sự khốn khó hèn mọn của đời con. Con đừng lo, cái thực trạng tồi tàn của con chính là nguyên do lôi kéo tình yêu của cha. Cha muốn dành riêng con cho cha thôi. Bởi vì con quá hư hèn nên cha đã làm nhiều phép lạ để giữ gìn con. Đúng vậy, cha yêu thương hết thảy các linh hồn, nhưng đặc biệt những linh hồn nhỏ bé yếu đuối thì cha thương hơn. Josepha, cha đã, đang và sẽ mãi mãi yêu thương và giữ gìn linh hồn con. Hãy giấu cha trong trái tim con với đầy tình thương. Còn cha, cha ấp ủ con trong trái tim vô cùng dịu ngọt và thương xót của cha. Một lát sau, trong thánh lễ Misa lúc 9 giờ, Chúa Giêsu lại hiện ra. Josepha đọc lời khấn và quỳ gối giữa các chị em mà nghe Chúa phán dạy. Cha đang tìm kiếm tình yêu nơi các linh hồn của cha. Cha đến nhắc cho chúng nhớ lại điều mà cha muốn, đòi hỏi và van xin. Đó chính là tình yêu. Vâng, chỉ có tình yêu thôi. Josepha, phần con hãy ở trung thành và dễ bảo. Lần hồi cha sẽ chỉ dạy tất cả cho con. Chẳng bao lâu nữa, cha sẽ đem con vào cõi sáng muôn đời. Chừng ấy, lời cha sẽ được đọc và tình yêu của cha sẽ được nhận biết. Thứ hai, ngày 8 tháng 10. Vào lúc cảm ơn tạ lễ, tôi trình lên Chúa nỗi lo sợ về ngày phán xét, về cuộc sống quá trống rỗng của tôi đã gần kề. Tức thì Chúa Giêsu hiện đến, xinh đẹp làm sao. Ngài nhìn tôi với lòng nhân từ và bình an. Điều đó đúng y như vậy, nếu con chỉ nhìn vào công nghiệp của con. Nhưng cha sẽ trình diện con trước triệu thần trên trời, và cha đang chuẩn bị cho con chiếc áo mà cha sẽ mặc cho con. Áo đó được dệt bằng những sợi gai công nghiệp và bằng máu cha. Môi cha sẽ tô điểm linh hồn con bằng những cái hôn bình an và thương yêu. Con đừng sợ gì cả. Cha sẽ không bỏ con cho đến khi con được vào chốn vinh quang muôn đời. Chúa Giêsu đã cất đi cho tôi mối lo sợ về cái chết của tôi. Hầu hết những lần tiếp xúc đầy ơn ích và bình an như thế đều báo hiệu sắp có thử thách mới. Sáng nay, đang khi phụ giúp các chị giặt giũ, Josepha đột nhiên chạm đến bước đầu của cơn bệnh. Nó ẩn mình dưới cái khạc nhẹ thổ huyết. Nước da xanh xao của người đã báo nguy, nhưng y sĩ không lo ngại lắm. Mãi đến khi biết người mới có 33 tuổi thì ông ta hết sức ngạc nhiên và thốt lên: Ôi chao, sao mà quá tiều tụy làm vậy? Trả lời về sự quá tiêu hao trước tuổi, đó là cuộc sống triền miên khổ đau của người. Nhưng lý lẽ đúng nhất vẫn còn trong quyền hạn của Thiên Chúa. Và đây, người đáp lời hỏi thăm sức khỏe của mẹ bề trên cả.
về người một cách ngây thơ như sau: bởi vì con sắp chết nên con phải có một cái gì đó thôi. Cơn đau thể xác nào có đáng chi sánh với phần thưởng đang chờ đón người. Chiều ngày 3 tháng 10, dưới hình ảnh Chúa Giêsu, ác quỷ đã đánh lừa được Josepha. Nó cố gắng phá đổ chương trình tình yêu, trước tiên bằng những lời dịu ngọt, rồi dần dần trở thành kiêu căng để lộ chân tướng. Nó thay đổi hình dáng, rồi ngâm đe, nguyền rủa, cuối cùng biến đi trong khói đen. Trong khi Josepha vẫn còn đảo điên kinh hoàng trước phép tắc của Satan, ít lâu sau, người thuật lại rằng: tôi rơi vào một cơn cám dỗ nặng nề quá lẽ, đến nỗi tôi tin chắc từ trước đến nay tôi chỉ là một tay sai của quỷ dữ. Những gì tôi đã thấy và đã viết đều là sản phẩm của nó, nên tôi nài xin Chúa ban cho các bề trên ánh sáng cần thiết để nhận đúng chân lý. Bao giờ cũng vẫn cái đau khổ, cái lo âu, cái ý nghĩ độc nhất rằng tất cả những việc đó là của ác quỷ. Nó dồn tôi vào tột cùng khốn khổ. Ơn duy nhất mà tôi xin là ơn soi sáng cho các mẹ cũng hiểu được như tôi, để đáp lời cầu khẩn của đứa con yêu dấu đang lâm vào nghịch cảnh. Đức mẹ đến rọi vào cho người một tia sáng bằng an. Josepha, con gái yêu dấu của mẹ. Đúng lắm, chính mẹ đây, mẹ Thiên Chúa, mẹ Chúa Giêsu. Ngài là sự trong sạch và là ánh sáng muôn đời. Kính mẹ đây, mẹ đến ban cho con bình an. Con đừng sợ gì hết, Chúa Giêsu bảo vệ con, và Ngài sẽ làm cho mưu trước ác quỷ bị bại lộ mỗi lần nó muốn đánh lừa con. Nếu con nghi ngờ, con hãy lấy can đảm mà nói với nó rằng: này Satan, mi hãy cút đi, tao chỉ thấy nơi mi toàn sự láo quét. Tao đã thuộc về Chúa Giêsu, Ngài là chân lý và là sự sống. Hết thảy các con đừng sợ gì cả. Trái tim Ngài thương yêu các con và giữ gìn các con cho đến ngày cùng. Josepha, mẹ thương con nhiều lắm. Mẹ chúc lành cho con. Hãy ở lại bình an. Chủ nhật ngày 14 tháng 10, lễ xong, trong lúc dâng lời tạ ơn, đột nhiên tôi nhìn thấy Chúa Giêsu hiện đến và mọi sự biến đổi khác thường. Gió yên sóng lặng. Chúa Giêsu trấn an người: con đừng sợ gì cả. Josepha, con đừng sợ nữa. Cha là Giêsu, là bạn mà con đã liên kết và mới nhắc lại những lời khấn khó khăn, sạch sẽ, vâng lời cho cha nghe đó. Cha là vua bình an mà. Josepha không còn chống đối nữa, người cảm thấy bình an vô hạn và nhận biết đó chính là Chúa Giêsu. Trong giờ kinh nguyện chiều nay, đấng mà tôi tin là Chúa Giêsu lại hiện đến. Tôi xin Ngài lặp lại với tôi rằng Ngài là con đức trinh nữ vô nhiễm nguyên tội. Ngài vừa lòng rồi còn dạy thêm: Josepha, đúng vậy, cha là con của đức trinh nữ vô nhiễm nguyên tội, ngôi hai Thiên Chúa ba ngôi. Giêsu, con Thiên Chúa, đồng thời cũng là Thiên Chúa. Cha đã mặc lấy xác phàm để ban cho nhân loại máu và sự sống của cha. Cha yêu thương chúng lắm. Cha cũng yêu thương con vô cùng. Josepha, cha đi tìm chúng ngay bây giờ để bộc lộ cho chúng tình yêu thương và lòng thương xót của cha. Chỉ mỗi chuyện đó mà cha đã hạ mình đến tận với con. Con đừng sợ. Phép tắc của cha bảo vệ con. Không, con không bị gạt đâu.
con hãy thưa với các mẹ rằng cha muốn con viết. Ánh mặt trời chiếu rọi huy hoàng hơn sau một ngày đen tối. Cũng vậy, sau nỗi khổ đau lớn lao này, công nghiệp của cha sẽ bừng lên sáng ngời.